TV xin chào các bạn. Tại sao ngày hôm nay mình sắp một đống đồ nghề ở đây? Ba cái đồng hồ này, một đống đồ này và chiếc xe này là chiếc xe Novo FI, Novo 6. Thì đây là phiên bản Novo FI gần như là một trong những phiên bản Novo cuối cùng trong hệ thống xe Novo FI. Đó, thì chiếc này Novo 5 với Novo 6 thì nó xài chung cái hệ thống dàn điện IC. Thì mình nói chung mấy cái thằng Novo này nó hơi phức tạp, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đó. Nó theo số thứ tự thì nó có nhiều đời lắm, đời LX 135 rồi đời SX này nọ, nhưng nói chung đây là chiếc xe Novo FI. Thì ngày hôm nay mình sẽ đến với cái ban này. Cái ban này phải thực sự gọi nó là một cái thứ ban siêu khó. Nó khó không phải là ở chỗ là cái bệnh lý của nó, mà cái việc phối hợp rất là nhiều bệnh trên cái xe này dẫn tới tình trạng là nó làm khó cho cái người thợ. Thì trước khi sửa cái xe này á, là mình sẽ mô tả cái trường hợp xe này nó gặp và cái nguyên nhân dẫn đến những cái hư hỏng trên cái xe này. Thì đầu tiên là xe này là do mấy đứa em học viên của mình nó nhận của khách. Thì trong tình trạng là chiếc xe đề không được có nghĩa là khi bấm đề á, là cái đèn đồng hồ nó tuột xuống, nó không đề được. Thì đề không được dĩ nhiên là sẽ là không nổ máy. Sau đó nó mới kích một cái bình ở ngoài vô. Và khi mà kích bình ở ngoài thì đề nổ máy. Nổ máy xong tháo bình ra thì xe nó lại tắt máy. Thì nó kết luận là xe này không có sạc. Có nghĩa là nó kết luận là xe này hư sạc. Và nó đo volt thì điện không lên, nó mới nói là xe này hư sạc. Sau đó nó giữ lại cái xe để thay sạc. Thì cái xe này là của người bạn của nó. Cho nên cái người bạn này cũng lên YouTube cũng coi này nọ, cũng mua sẵn đồ, mua sẵn cái cục sạc đây. Thì có nghĩa là người bạn của nó cũng biết là xe này hư sạc, mới mua sẵn cục sạc này, là cục sạc Yamaha. Cục sạc của Yamaha các bạn thấy không? Cái đuôi màu xanh. Có nghĩa là thường thường là chúng ta hay thấy là sạc Yamaha là đuôi màu xanh, còn sạc Honda là đuôi màu đen. Chúng ta đang thấy trên thị trường nó là như vậy. Ok, một lát nữa mình bỏ qua cái vụ màu xanh màu đen đi. Mình sẽ hướng dẫn anh em là nếu như cái màu nó không đúng và chúng ta kiểm tra làm sao để biết chính xác là sạc đó của Yamaha hay của Honda cho nó chuẩn hơn, thì là một lát mình cũng sẽ hướng dẫn luôn đó. Thì sau đó, đó là cái đứa em học viên của mình nó mới mở cái dách bên này ra, nó mở cái dách ốp hông ra, thì ở đây là cái dách sạc này các bạn, cục sạc nằm đây, đây là cái dách sạc cắm vô đây. Thì nó nhìn theo cái dách này nè các bạn, nó nghĩ là ok đúng rồi, thì cái dách này nó giống như là dách của xe Yamaha là màu trắng, xe Honda thì nó xài cái dách đen đó. Thì nó thấy cái dách này nó nghĩ đơn giản là sạc bốn chân y vậy, nó mới cắm cái cục sạc vô. Cắm cục sạc này vô, gắn vô. Thì khi gắn vô, dĩ nhiên muốn biết nó có sạc bình hay không thì chúng lúc đó nó sạc bình ắc quy rồi, thì muốn biết có sạc hay không thì phải nổ máy, phải đề nổ máy đó. Thì khi nó cắm vô xong cái nó bấm đề thì bị đứt cái cầu chì đây, đứt cái cầu chì 15A nằm ngay chỗ rơ le này. Sau khi cầu chì này đứt á, thì đúng ra nó nên phải kiểm tra lại, nó phải kiểm tra lại. Thằng này nó không kiểm tra luôn, nó mới cắt một cái sợi dây điện, cắt một sợi dây điện cho nó nối vô chỗ cầu chì này. Thì khi mà nó nối vô cầu chì này, nó làm cái cục IC này bị phù lên, nghe khét, cục IC này nó bị mập lên. Đó, cục IC này nó có hiện tượng phồng ngay giữa nè. Rồi mới kết luận là bị phù IC, chết IC. Đó thì cuối cùng thì nó bó tay, nó không biết là tại sao hết. Cái bắt đầu nó chết IC là nó quản rồi, thì nó mới điện thoại cho mình cầu cứu. Với cái ca này nó bây giờ nó trường hợp này gắn sạc vô chết IC, phù con IC này lên, mất đánh lửa luôn. Đó, thì mình nói ok giữ nguyên hiện trường đi, bây giờ để mình sẽ kiểm tra mình làm. Thì giờ sau khi mà mình kiểm tra xong á, kết luận là con IC này chết nè, là một. Đây, IC mình đã gắn con IC khác lên nè các bạn. Đó, con IC này cái tem nó mẻ góc. Con IC này cái tem lành lặn. Rồi, hai cái mã đầu giống nhau, cầm giùm anh. Hai cái mã đầu, đây, rồi đi em. Hai cái mã đầu là giống nhau nhưng cái đuôi sau nó khác một chút nha các bạn. Cái đuôi sau khác một chút. Ok, nó vẫn xài chung. Rồi, sau khi mình gắn con IC mới vào thì mình thử có lửa. Nhưng mà cái bơm xăng á, mình không có nghe tiếng bơm xăng. Thì mình kết luận luôn, cái bơm xăng này nó chết. Đây, cái bơm xăng trong xe tháo ra, bơm xăng nó chết con IC cầu. Thì cái bơm xăng này nguyên lý là điện 12 cấp vô IC cầu, IC cầu sẽ chuyển thành cầu 3 pha 5V cấp cho cái motor nhỏ bên trong này. Thì cái IC cầu này lý do là nó bị lộn cực điện liên quan tới cái vụ mà nối cầu chì đó, nó đứt con IC cầu này luôn rồi, chết luôn. Thì mình mới kêu nghe mình nó mua một cái bơm xăng mới. Thì nó mua cái bơm xăng lô gắn vô xong có bơm xăng mà không có phun.
đó, thì mình mới phát hiện ra là nó bị chuột cắn đứt cái dây đây của kim phun. À, mà nó lúc ăn điện lúc không, lúc ăn điện lúc không á, có nghĩa là cắn gần đứt á, thì mình mới nói là cái dây kim phun này, mình nói là dây kim phun xong nó nổ máy được. Nổ máy đâu khoảng nửa tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ thì nó xảy ra hiện tượng là chết luôn cái bơm xăng mới, chết luôn bơm xăng mới, mà bơm xăng đó là bơm xăng lô đó. Sau đó mình mới kêu nó là mua cho mình một cái bơm xăng zin, thì hiện tại là trong xe đang gắn một cái bơm xăng zin đồ rã đang nằm trong xe, một lát nữa mình sẽ dỡ lên cho anh em coi bơm xăng zin đó. Thì sau khi gắn bơm xăng zin vào xong, mình kiểm tra hết, nổ máy bình thường, sạc bình bình thường, thì mình có chỉ cho nó nguyên nhân là cái nguyên chân nhân chính là gì nè các bạn. Đây là do yếu tố con người, có nghĩa là về nguyên lý á, khi chúng ta làm một cái xe FI á, thì chúng ta cần phải hiểu một cái chuyện là tại sao nhà sản xuất người ta khuyến nghị á, là khi mà chúng ta làm về động cơ hay là làm về xe á, chúng ta phải tháo hết cái dàn áo ra, dàn áo mà ốp cái body của nó ra, tháo ra ngoài. Mục đích là để chúng ta có thể quan sát được những cái dấu vết, những cái hiện tượng bên trong cái xe. Ngoài cái chuyện là hư hỏng mà chúng ta đang thấy là về hệ thống FI, thì có thể chúng ta sẽ quan sát là cái xe này có hư phuộc hay không, có hư bi chén cổ hay không, rồi có chuột bọ này nọ hay không. Đó, thì sau khi mình tháo ra thì cái cụm họng xăng này cũng rất là dơ, mọi thứ rất là tệ, và đứt dây điện ở rất là nhiều chỗ. Đó, và thậm chí là mình phát hiện ra cũ trên cái xe này nó cũng đã từng bị đứt dây điện. Đây, cái đám dây điện này nè, nó bị đứt và nó nối bằng một cái hệ thống dây điện khác, mà trong đó quan trọng nhất là cái dây đỏ sọc trắng này nè các bạn. Cái dây đỏ sọc trắng này nó bị oxy hóa và nó bị thúi cái lõi. Thì mình mới đo thông mạch từ cái dây đỏ sọc trắng này về tới cái dây đỏ sọc trắng trên cái hệ thống hợp cầu chì này nè. Đỏ sọc trắng trên hệ thống hợp cầu chì này thì nó có liên quan tới đỏ sọc đen luôn, là cấp tín hiệu cho cái bơm xăng với cái kim phun đó. Đỏ sọc đen là cho kim phun, đỏ sọc trắng là cho bơm xăng. Đó, mình đo thì nó vẫn có 12V, nhưng mà đo thông mạch thì nó không thông, lúc thông lúc không. Dây đỏ sọc trắng này nè. Rồi, đỏ sọc trắng này nó về tới con IC luôn. Về tới chân IC ra. Rồi, đỏ sọc trắng về tới chân IC. Đó, thì cái hệ thống dây đỏ sọc trắng này nó bị oxy hóa bên trong, thành ra là nó ăn điện rất là chập chờn. Cho nên là nó mới dẫn tới tình trạng là cái bơm xăng mới gắn vô á, nó bị điện chập chờn, cái nó chết luôn cái bơm xăng mới. Mình phải gắn cái bơm xăng zin và mình đi là cái đường dây đỏ sọc trắng, mình đi một cọng dây đỏ sọc trắng khác. Thì qua cái ban này á, cái điều mà muốn nói lên á là thứ nhất là về vấn đề con người. Khi chúng ta làm một cái xe thì chắc chắn là chúng ta cần phải kiểm tra toàn diện. Bây giờ mình ví dụ á, xe này các bạn làm cái sạc đi, không có xảy ra tình trạng như ngày hôm nay, các bạn mua đúng cái sạc zin này là khoảng 600 mấy 700 ngàn, hãng nó bán, các bạn gắn vào nó chạy được. Nhưng mà một hai ngày sau thì cái dắt kim phun này nó đang gần đứt nè, nó bị đứt ra, cái xe không nổ máy được. Vậy thì có phải là khách người ta quay đầu lại, người ta nói ủa sao mấy bữa trước ông làm cái sạc cho tôi sao giờ xe không nổ máy? Mà rõ ràng là nguyên nhân là không phải do các bạn, mà nguyên nhân là do xe của khách, mà do các bạn ẩu, là các bạn chỉ mở cái dách này ra các bạn làm cục sạc thôi, các bạn không có chịu mở hết dàn áo ra các bạn kiểm tra tổng thể. Còn có nhiều bạn nói khách vô nói làm gấp cho em. Nếu mà mình làm nghề mà mình gặp trường hợp khách yêu cầu làm gấp, mình sẽ không nhận luôn, mình không nhận xe đó. Bây giờ mình ví dụ cho anh em một điều nè, các bạn đi vô bệnh viện các bạn khám bệnh á, các bạn có thể nào các bạn kêu bác sĩ là khám lẹ cho tôi về được không? Các bạn phải chấp nhận, các bạn chờ đợi thôi. Cái xe nó cũng giống như con người, chúng ta cần phải khám hết tất cả mọi thứ yếu tố, cho dù chúng ta không sửa nhưng chúng ta phải báo cho khách hàng tôi thấy cái vị trí này nè, dây điện gần đứt nè, nó nguy hiểm nè, tôi thấy cái vị trí của chùm dắt ổ khóa này nè, nó nói sai nè, dây điện bị oxy hóa nè, nó nguy hiểm nè, rồi tôi thấy chỗ này chỗ kia nè, chuột cắn nè, chuột cắn dây mới yên nè, vài bữa xe này không mới yên được nè, đó tôi thấy xe này bị chuột cắn nè, thì đối với cái sườn này cần phải chùi rửa sạch sẽ rồi chống chuột mối mọt đồ. Mình phải báo cho khách. Còn ok, họ không làm, họ chỉ muốn sửa đúng cái phần sạc thì mình làm đúng trách nhiệm của mình, cái phần sạc là xong, mình sửa cái đó. Còn khi tháo ra nè, mình nói các bạn nè, ở đây nè các bạn thấy không, là cái con ốc gãy nè, chúng ta cũng đã phải có việc phải làm rồi nè. Rồi ở đây mình sẽ cho anh em coi cái lọc gió này, ngày hôm qua tháo ra là thấy gớm lắm đó. Rồi cái mình cũng kêu vệ sinh. Rồi đây, cái boe này là động ướt xăng hết trơn, rồi máy thì bị chảy nhớp nè các bạn thấy không. Rất là nhiều cái yếu tố mà liên quan tới an toàn cho khách hàng mà chúng ta thấy khi mà chúng ta tháo dàn áo đó. Thành ra là mình không nói là anh em mình sẽ bày vẽ hay là cái gì hết, nhưng mà mình nói là đây là lương tâm nghề nghiệp, thì những cái yếu tố liên quan tới an toàn chúng ta cần phải cảnh báo với khách hàng. Còn cái chuyện họ sửa hay không là chuyện của họ,
À, chúng ta đâu có kề dao vô cổ bác, cái này ông phải sửa nha, không sửa thì ông cho lấy xe ra đúng không? Mà chúng ta chỉ nói là cái này em thấy nó là nguy hiểm và nó sẽ gây mất an toàn khi chúng ta chạy xe thì em báo thôi. Còn yêu cầu em làm sạc thì em làm sạc, nhưng mà em mở ra em thấy hệ thống dây điện này nọ vậy đó. Rồi thậm chí như là ở đây cái phuộc nè, bể Ford nè, xì tè le ra đây nè, các bạn thấy không? Rất là nhiều cái yếu tố. Bây giờ thử hỏi chiếc xe Novo này nó có 6-7 triệu bạc à. Mà nếu cái xe này full option này mà sửa chắc lạng quạng là lát hồi cộng lên là cái xe này bằng tiền xe luôn đó. Đó, cho nên là mình cảnh báo là cảnh báo sự an toàn cho khách hàng, chứ không phải là mình kêu khách hàng phải sửa đó. Các bạn đừng ngần ngại chuyện đó. Còn có nhiều bạn nói khách kêu gấp. Thật ra đối với những trường hợp khách như vậy, các bạn nhận là các bạn đang làm khó bản thân mình. Tại vì mở đầu câu chuyện là như vậy thì chắc chắn kết thúc nó cũng không có tốt đẹp gì đâu. À, khách người ta gấp quá, người ta hối các bạn ráng nhận làm. Lát hồi người ta dí mấy bạn không làm được xe khác nè. Rồi dí mấy bạn không tập trung được nè. Làm nó vợt tới vợt lui nè. Rồi giống như trường hợp này, vừa cộng với cái chuyện là cái đồng hồ, đồ nghề nó hư nè. Ba cái đồng hồ hư một lúc. Đồng hồ màu xanh này nè, là đo ampe không được, đứt cầu chì ampe ha. Cái đồng hồ này là que đo vậy nè. Đầu que đo vậy nè. Lúc ăn lúc không, lúc ăn lúc không ha. Nó quẻo đầu que đo nè. Đó, rồi. Rồi tới cái đồng hồ này. Cái đồng hồ này thì cái chân tiếp xúc này không ăn. Đó các bạn thấy, không ăn chân tiếp xúc, nó bị gãy cái đầu đây nè. Đây, cho coi nè. Đó, nãy đâu cái que cái lấy mẫu đi mua rồi. Rồi nó bị gãy cái đầu ngang đây nè. Thì mình nói anh em á, rồi thậm chí hai cái đồng hồ này pin yếu nữa. Đó, các bạn thấy không? Yếu tố nó dợt nè. Liên quan tới đồ nghề, ba cái đồng hồ này là lát hồi đem dục luôn á, đem đập dục luôn, đổi đồng hồ mới luôn. Đó, bởi vậy cái này bà Uyên coi lại nha, bán đồng hồ gì đâu mà ta xài có 1 năm mà xài bấy nhầy luôn, hư cái đồng hồ đó. Mới có 1 năm mà xài mà tới nỗi mà mờ số rồi luôn nè. Mờ hết không còn cái số gì hết, pin thì hết, rồi dây thì đứt, đồng hồ gì đâu mà xài có 1 năm mà. Rồi cái đứt dây đứt bọng rồi lum hết á. Ngày nào cũng đo 80 lần hết á. Chắc phải kiếm cái nào bền hơn ha. Có nhiêu ta? Mẫu này nhiêu? Mấy trăm? 300 mấy. Đúng không? Ờ. 400 mấy ha. 400 mấy sàn năm đo có mấy ngàn lần chứ. Bà cái đồ quỷ. Rồi. Đồng hồ này không biết nữa, bà cho luôn nè, không biết cái này xài được bao lâu nữa. Chắc cỡ chừng 5 rưỡi quá. Ngày đo chừng 80 lần à, đo chừng 80 lần là được thôi. Rồi. Đó thì kinh nghiệm á nó nằm ở chỗ là chúng ta chẩn đoán và chúng ta quan sát cái xe. Thì thật ra mình khẳng định với anh em vậy nè, tất cả những cái KFI mình gặp phải á, nó không phải là dàn dựng nha các bạn. Bằng nhìn xe dơ gì dàn dựng gì đâu, không rảnh đâu. Tất cả những cái xe này là ban thiệt hết á. Nhưng mà hơn 80% những cái ban bệnh trên xe á là mình đều sửa bằng cái giác quan. Có nghĩa là mình sửa bằng cái việc sờ nắm rồi ngửi rồi quan sát rồi nhìn. Mình nhìn coi là dây điện có đứt hay không, mình nhìn coi là nó có bị cháy dây hay không, rồi mình ngửi mùi khét hay không, rồi mình sờ coi nó có bị cháy bị sần hay không. Đó, đầu tiên là mình mở dàn áo ra mình nhìn cái đã. Nhìn vô là biết xe này có chuột rồi, nhìn vô đây là biết xe này có chuột rồi, chạy đường nào nó mà chạy đường trời á, thấy không? Nhìn vô cái là biết có chuột cắn dây liền. Đó, thì thành thử ra là mình khuyên anh em như nè, sau này anh em gặp ban FI anh em phải tháo dàn áo ra. Anh em kiểm tra kỹ càng và đồng thời kiểm tra những cái chi tiết khác cho khách luôn. Rồi, cầm máy cho anh. Đây, mình sẽ phân tích cho cái sự sai trên cái xe này cho anh em coi. Cái việc sai trên cái xe này á là nằm ở chỗ vậy nè. Các bạn quá ý gì? Các bạn mở cái ốp hông này, các bạn nhìn dắt này, các bạn nói là sạc này giống như sạc kim quay. Mà rõ ràng thì nó giống thiệt. Một dây vàng, một dây trắng, một dây đen với một dây đỏ, đúng không? 4 dây mà cái dây này là có thay dây màu đen rồi nè, là có nghĩa là cái giắc sạc này có người sửa rồi. Đúng không? Có người sửa rồi chứ, đúng là nó phải dây màu đỏ. Ở đây hai dây màu đỏ mà, sao ở đây dây màu đen? Rồi nói ở đây thì có nghĩa là chứng tỏ là giắc sạc này đã được sửa rồi. Đúng không? Nó đã từng bị hư giắc sạc một lần trên đường dây đỏ này. Rồi. Thì bây giờ mình nói với anh em này nè. Đây là cái giắc Honda. Các bạn nhìn thấy nè, cái giắc Honda zin này mình chưa có chọt giắc, nó vẫn còn zin ha. Thì cái dây tính theo cái bấu gài nằm trên, dây đỏ nó sẽ nằm bên phải. Dây vàng nó sẽ nằm bên trái, dây xanh nằm bên trái dưới và dây trắng nằm bên phải dưới. Rồi, thì trên cái giắc của Yamaha á, là nó ngược lại nè, quay sát lại. Thì cái vị trí mà cái dây đỏ với dây xanh này nó sẽ được đảo chéo cho nhau, nhưng mà Yamaha thì nó không có dây màu xanh lá mà nó là dây màu đen, mát của nó màu đen. Thì cái phần này là màu đỏ nè các bạn, đỏ nè, thấy không? Đỏ nè, bạn thấy rõ ràng đỏ nè, đây nè, xanh lá nè, đúng không? Vàng nằm đây, trắng nằm đây, vậy thì nó giống Honda không? Y chang, đồng ý không? Cái giắc này nhìn tưởng đâu là cục sạc Honda, đúng chưa? Nhưng mà trên thực tế á, cái giắc của cái xe Yamaha á, đúng á, là cái màu trắng phải được đổi với màu vàng.
màu đỏ đổi với màu xanh. Có nghĩa là màu đỏ nó phải nằm ở vị trí màu xanh và màu trắng nó phải nằm ở vị trí màu vàng này nè, nó mới đúng. Nó mới đúng là cái cặp tiết chế chỉnh lưu nó nằm đúng thứ tự. Thì khi đó mấy đứa em mình á nó ý y. Người ta đưa cho nó nói cục sạc này tôi mua Yamaha nó cũng không đo này. Nó đem gắm này vô. Nó gắm này vô. Thì vô tình á mình nói với các bạn vậy nè. Đây là dây lửa đúng không? Đây là cái dây lửa bình ắc quy. Cái dây trắng này có phải là dây sạc không? Đúng chưa? Về nguyên lý, nếu đúng cái sạc thì màu trắng này sẽ sinh ra dòng điện đi vào đây qua hệ thống diode, làm nhiệm vụ là chỉnh lưu để sinh điện ra dây đỏ. Bây giờ cái cặp mà tiết chế chỉnh lưu này nè, theo cái dắt này là Honda mà cái cục này là cục Yamaha. Vậy thì cái cặp mà tiết chế chỉnh lưu nó nằm bên này nè. Cái cặp mà chỉnh lưu nó nằm bên này nè. Bên này là cặp tiết chế. Tiết chế là liên quan tới dây đèn và dập mát thì nó nằm bên này. Vậy thì dẫn đến hiện tượng là thông mạch giữa cực đỏ và mâm điện. Nó thông điện từ cái dây đỏ nè, thông ra mát, có nghĩa là chạm điện. Chạm điện thì nó sẽ đứt cầu chì. Mà đứt cầu chì lại cố tình nối cầu chì thì có phải nguyên cái vàng dây đỏ mà trên hệ thống ổ khóa nó bị nóng lên không? Nó bị chạm nó nóng lên. Nó nóng lên thì thiết bị điện tử nó cũng chịu cái điện dương, nó sẽ nóng lên nó gây chết thiết bị điện tử là con IC và IC cầu trên bơm xăng. Đó là điều đương nhiên. Thì bây giờ mình sẽ vẽ cái sơ đồ ra để mình giải thích cho anh em, và sau đó mình sẽ quay lại mình hướng dẫn anh em cái cách mà khỏi cầm chỉnh màu vậy, cầm đồng hồ là biết cục sạc này Yamaha hay Honda luôn. Bây giờ mình nói ở dưới xe nhiều khi anh em muốn trừu tượng nên mình vẽ nè. Thì trên này á là sơ đồ của hai cái giắc sạc. Cái giắc sạc có nghĩa là mình nhìn như vậy nè các bạn. Vấu gài nằm trên và bốn cái lỗ cắm như vậy. Thì bên phải á là mình đang vẽ theo cái sơ đồ của giắc Yamaha và bên trái là giắc Honda. Thì trên cái xe này nè, cái nguồn sạc một dây lên nãy mình cho anh em coi cái giắc á, cái giắc màu trắng trong xe đó là nó giống y cái giắc Honda. Đây, đây là cái giắc Honda mà nãy giờ mình nói với anh em đây, mình cầm đây. Thì cái giắc Honda á nó có một cái thứ tự là cái giắc này giống y như cái giắc trên xe nha. Là dây vàng nằm trên cùng bên trái, dây đỏ nằm bên phải. Dây màu mát là màu đen với màu xanh đó là sẽ nằm góc dưới, và dây màu trắng sẽ nằm góc dưới bên phải. À, y chang vậy. Đèn đỏ ha, đèn là màu vàng nè. Đỏ là 12 dBc nè. AC là trắng là sạc nè. Mát là màu đen nè. Thì ở đây nè, cái mâm sạc này á, cái nguồn sạc này là nguồn sạc một dây lên có tiếp mát. Có nghĩa là một lát nó lên xe mình quay cho anh em á, có nghĩa là cái mâm điện của họ sẽ đưa lên 2 dây. Cái mâm điện này nè, nó sẽ đưa lên 2 dây. Thì thay vì trên xe Honda á là cái mát á là nó sẽ tiếp mát trong cuộn dây, bây giờ cái xe Yamaha này nè nó không cho tiếp mát trong cuộn dây mà nó đưa cả hai dây đi lên trên luôn, và một dây nó sẽ nối vô trong cái mát sườn màu đen và một dây thì nó sẽ đi vào trong cái AC sạc này đó, nó sẽ đi vào đó. Thì như vậy á có nghĩa là chứng tỏ là cái nguồn sạc này nó giống như là chiếc Airblade đời đầu á, mấy chiếc Airblade đời đầu á, mà cái nguồn thì chúng ta có thể sử dụng giống như là Exciter 135 video bữa trước mình có làm đó. Thì chúng ta có thể sử dụng cái nguồn này, nó đã tách mát sẵn là chúng ta đấu cục sạc AT vô đây vẫn xài được, thành hiện tượng gọi là nguồn cầu một pha. Cái cầu này có thể gọi là cầu một pha hoặc là cầu một dây lên có mát nếu như nó đã gắn vào mát sườn đó. Có nghĩa là hai cái nguồn này nó gần giống nhau các bạn, gọi là nó là một cái hệ thống sạc toàn kỳ, có nghĩa là nó lấy hết dòng điện luôn, nó lấy từ cao xuống thấp, nó lấy hết, nó không bỏ sót cái nào hết. Rồi thì trên xe người ta đang gắn nguyên gốc là cục sạc này. Thì nếu mà mình cắm vô như vậy á, nếu mà tính cái chân cục sạc á thì chúng ta sẽ tính ngược lại, đối xứng ngược lại. Nhưng mà ở đây mình tính là tính chân của bó dây. Chân bó dây có nghĩa là mình tính cái bó dây trên xe nãy như vậy. Thì đây chính là cái vấu gài nè các bạn. Cái ngàm gài ha, cái ngàm gài. Rồi, đây là cái ngàm gài. Ok. Vậy thì á nhìn theo cái sơ đồ này thì rõ ràng là cái cặp mà liên quan tới cái dây trắng và dây đỏ này nè là nó là cái cặp người ta gọi hay gọi nó là chỉnh lưu. Chỉnh lưu có nghĩa là liên quan tới cái hệ thống sạc. Nó chỉ nắn dòng điện cho đi từ cái dây màu trắng lên dây màu đỏ, có nghĩa đi theo chiều từ trắng qua đỏ và không được đi chiều ngược lại. Tại vì nếu mà nó vẫn đi chiều ngược lại có nghĩa là nó vẫn điện bình ắc quy ra ngoài mâm thì nó sẽ làm hết điện bình ắc quy có dòng rò. Cho nên ở đây mình mới vẽ mũi tên chiều ngược lại đóng. Thì có nghĩa là đây là hệ thống diode, diode sạc. Con diode sạc. Rồi. Bên phải này nè là nó liên quan tới hệ thống gọi là tiết chế. Tiết chế có nghĩa là ổn áp để mà giảm đèn khi mà chúng ta lên ga lớn thì không bị đứt bóng đèn. Liên quan cái bên trái thì đối với cái loại sạc này nè các bạn, thì trong này nè nó sẽ lấy hết toàn bộ dòng điện và nó sẽ chuyển thành hai nhánh. Nhánh thứ nhất là nó sẽ sinh ra điện ở trên dây vàng cấp cho hệ thống đèn, và nhánh thứ hai là nó sẽ sinh ra điện cấp cho dây đỏ 12 dBc
thì tất cả những nhánh điện này đều sinh ra là điện DC một chiều hết, chuyển từ AC thành DC. Thì cái dòng điện á là nó sẽ đi từ 0 lên tới giá trị cao nhất và xuống tới giá trị âm, nó đi dày. Thì thông thường chúng ta chỉ lấy phần trên thì người ta gọi là điện bán kỳ, nhưng mà cái này nó lấy toàn kỳ, có nghĩa là thay vì như vậy thì qua hệ thống diode nó nắng á, thì nó sẽ ra cái sơ đồ vậy nè, nó ra sơ đồ vậy nè, đó, nó ra sơ đồ dày, có nghĩa là nó đem cái nửa bán kỳ này nó đem lên trên, đó, thì thành ra là lấy toàn kỳ. Thì cái đó một cái ngày khác mình nói về dòng điện mình sẽ nói rõ hơn cho anh em. Thì cái cục sạc này nó lấy toàn kỳ, thì một phần điện á của cái phần dưới nó sẽ đưa lên trên để mục đích nó làm cho hệ thống đèn, và phần còn lại nó đưa vô hệ thống điện của xe. Thì như vậy cái xe này nó xài một cái dòng điện gần tương đương với điện bình, có nghĩa là chúng ta phải nổ máy lên xe có sạc thì đèn mới sáng, và cái đèn sáng này thì nó sáng ổn định ở một cái độ sáng, lên ga nó cũng vậy mà hạ ga cũng vậy, có nghĩa là nó sáng ổn định luôn, thì gần giống như là đèn bình vậy đó. Rồi bây giờ á, mấy đứa em mình không biết, nó mới lấy cái cục sạc Yamaha, đây là cục sạc Yamaha. Thì sạc Yamaha á là cái chân nó sẽ chéo lại, thì như vậy có nghĩa là cái chân mà liên quan tới cái hệ thống tiết chế bên này nè, liên quan tới hệ thống tiết chế bên này đúng không, bên này là chỉnh lưu, thì diode nó sẽ nằm bên trái, diode cái cụm diode nằm bên trái. Bây giờ nó gắn cái tiết chế này vô thì tiết chế này nó liên quan tới cuồng dây, nó liên quan tới hệ thống cuồng dây để giảm đèn. Thì khi mà nó mang cái cục sạc này nó cắm qua đây thì có phải là nó đang làm thông cái thằng đỏ này với lại cái thằng mâm không, nó thông mạch từ đỏ xuống mâm, thì điều đó nó dẫn tới hiện tượng gọi là đứt cầu chì. Rồi đứt cầu chì, và đứt cầu chì mà cố nói cầu chì thì tất cả những thứ thiết bị mà gắn trên dây 12 DVC sẽ dẫn đến tình trạng là bị nóng và bị chạm, thì dẫn đến tình trạng là chết con IC, bị IC cầu, tại vì hai cái thiết bị này nó có linh kiện điện tử xài điện 12 DVC đó. Đó là cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng mà hư hỏng hàng loạt trên cái xe này luôn, là chết cái bơm xăng và chết IC. Rồi sau đó thì mới thay cái bơm xăng lô, nhưng mà do là cái dây đỏ sọc trắng hồi nãy mình nói là nó bị thúi đó, nó dẫn điện không tốt thì nó chập chờn, cho nên sinh ra foco nó giết luôn cái IC cầu của cái bơm xăng lô luôn, thành thử ra là mình phải làm lại cái dây đỏ sọc trắng khác để mà cái xe này nó ổn định hơn. Thì tất cả những cái kiến thức này á là mình đều có ghi trong cái tài liệu tập 3, và sắp tới mình cũng sẽ cải tiến, mình sẽ làm cho nó phong phú hơn, mình in hình màu và mình sẽ làm cho nó rõ ràng hơn. Đó thì trong này mình cũng đã nói cơ bản về cái nguồn sạc trong cái tập 3 này, mình nói rất là nhiều. Đó thì mình suy luận từ đây, mình đưa ra đây thôi. Thì bạn nào chưa có tài liệu thì có thể liên lạc tới số 0929436289 đó. Bạn Nguyễn Nhã Uyên sẽ hỗ trợ anh em. Còn nếu bạn nào mà gặp ban sạc tương tự như vậy mà không biết cách làm hay là chưa hiểu thì có thể nhắn tin Facebook cho mình, Facebook của mình đó. Nếu mà nhắn tin mà mình nằm ở tin nhắn chờ, tại vì có rất là nhiều tin nhắn cho nên nhiều khi mình sơ sót, mình không kịp trả lời anh em á, thì anh em cứ vào những cái bài đăng mới nhất của mình comment, nó là có ban gấp này nọ, thì mình sẽ chủ động mình coi tin nhắn và mình trả lời ngược cho anh em để giúp đỡ anh em nhanh nhất có thể ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại lên xe để mình kiểm tra cho các bạn coi. Thì mình đã nói về cái vấn đề lý thuyết, thì giờ mình sẽ tới đo thực tế cho các bạn coi. Thì ở đây mình có chuẩn bị một cục sạc Yamaha Zin nè, hai cục sạc Yamaha Lô mới nè, loại rẻ tiền, và một cục sạc Yamaha Lô loại mắc tiền, một cục sạc Honda Zin và một cục sạc trên xe hư tháo ra. Rồi thì bây giờ á, cái cục sạc á, thật ra cái cục sạc các bạn đo chỉ có một cái phương án đo hiệu quả, đó chính là đo diode của cái cặp chỉnh lưu thôi, đo diode của chỉnh lưu thôi. Thì đây là cái jack Honda, đây là cục sạc Honda mình cắm vào đó. Thì nếu mà đo chỉnh lưu thì các bạn sẽ đo giùm mình là cái cặp dây trắng đỏ, mình đã hướng dẫn nhiều rồi ha. Đồng hồ chỉnh ở thang đo diode, điện sẽ đi từ dây trắng đi qua dây đỏ, là que đỏ vào dây trắng, que đen vào dây đỏ, có diode đó, có diode. Rồi đảo ngược lại nè, que đen qua trắng nè, que đỏ qua đỏ nè, không được, thì có nghĩa là cái này diode tốt, không thủng diode. Điều đầu tiên kiểm tra một cục sạc là như vậy ha. Rồi thì kiểm tra diode thôi, cục sạc thì chỉ có một cái phương án là kiểm tra diode là khả quan nhất. Bây giờ đây là cục sạc Yamaha mình sẽ lấy cục sạc Yamaha loại mắc tiền do bạn của em mình đưa cho nó. Rồi thì Yamaha thì ngược lại thì chúng ta phải đo cái cặp dây bên này, cặp dây bên này, thì nó chéo dây mà. Đó thì các bạn muốn xài Yamaha thì các bạn đổi chéo dây thôi, trắng đổi vàng, đỏ đổi đen. Đó thì điện nó sẽ đi từ trắng qua đỏ, có diode nè, đảo ngược lại, không có nè, thì sạc này không thủng diode.
Thấy không? Rồi ok. Cục này ok. Rồi, đây là cục sạc Yamaha Zin nè các bạn. Mình sẽ đo cho anh em coi nè. Rồi. Trắng. Qua đỏ. Có diode. Thấy không? Các bạn thấy diode lớn lắm. Chúng ta cục sạc này mạnh lắm á. Rồi ngược lại. Không có. Rồi cục sạc này tốt luôn. Rồi, diode không thủng là cứ kết luận trước mắt là diode không thủng, còn gắn vào sạc hay không thì phải đo ampe trên xe và đo volt thì chúng ta mới biết được. Rồi đây là cục sạc lô rẻ tiền. Rồi mình đo thử diode của nó ha. Đây. À, đo cặp này chứ. Trắng. Có diode. Rồi, ngược lại. Không có. À, thì mình chỉ nói với anh em vậy nè. Nó khác nhau giữa cục sạc mắc tiền và rẻ tiền là chỗ nào? À, trong cái cục sạc Zin á thì nó có cái hệ thống gọi là chỉnh lưu, là chắc chắn là cái cục sạc này phải có, và tiếp tục là cái tiết chế. Tiết chế có nghĩa là khi mà cái dòng điện á nó trên 15V thì cái hệ thống sạc này nó sẽ dập ra vỏ để nó biến đổi điện năng thành nhiệt năng, giúp cho bóng đèn không bị đứt, giúp cho bóng đèn không bị cháy. À, thì với những cái sạc loại mắc tiền này nè thì họ sẽ thiết kế cái việc đó để mục đích là bảo vệ bóng đèn. Nhưng mà những cái sạc rẻ tiền á thì người ta cắt giảm cái phần đó đi, cho nên với những cái sạc mà lô mà rẻ tiền á thì các bạn gắn vào xe á, nó hay bị hiện tượng là đứt bóng đèn, là lý do điện nó nhảy lên tới 17-18V. Tại sao mà người ta lại làm như vậy? Lý do thứ nhất là ít nguyên liệu lại thì giảm giá thành của cái cục sạc này, cho nên nó rất là rẻ tiền. Cái thứ hai là họ sản xuất như vậy để xài cho mấy cái loại mà cái cuộn đèn nó yếu á, những cái xe rim quay thế hệ cũ rồi đó, những cái xe mà cái cuộn đèn nó giảm tuổi thọ rồi, đèn không sáng, đèn nó bị mờ, thì họ sẽ gắn cái cục này thì sẽ làm cho đèn sáng hơn, đèn sẽ sáng hơn. Mục đích là như vậy thôi. Cho nên là khi các bạn mà nếu mà các bạn muốn gặp những cái xe rim quay thế hệ cũ mà đèn nó mờ đó, các bạn muốn nó sáng thì các bạn kiếm mấy cục sạc lô nè, các bạn gắn vào thì cái đèn nó sẽ sáng hiệu quả hơn. Và chắc chắn là nó dễ có nguy cơ đứt bóng đèn là điều đương nhiên. Thì anh em mình lưu ý điều đó. Tại sao mình sẵn đây mình giải thích luôn là tại sao cái cục sạc lô mà rẻ tiền nó hay làm đứt bóng đèn là như vậy. Rồi, thì đây là cái cụm Yamaha. Còn cái cục sạc này nè, là tháo trên xe ra thì thật ra cục sạc này mình đo là diode nó không thủng, nhưng mà cái cục sạc này nó không có sinh ra ampe, có nghĩa là nó bị đứt mạch ở bên trong, nó không có hoạt động nữa. Rồi, que đỏ nằm ở dây trắng nè. Nè, đo diode có nè các bạn. Diode lên tới 2000 mấy các bạn thấy không? Các bạn coi cái diode nè. Đó. Diode nó đang rất là lớn. Và lúc có lúc không. Đó đó, nó có nó mất nè. Đó. Thì chứng tỏ là cục sạc này nó chết rồi đó các bạn. Thấy không? Mình đo nè, mình đo rõ ràng nè. Rồi mình đảo lại. Đảo lại. Không có nè. Rồi, đảo lại. Các bạn thấy không? Rõ ràng là cái diode này nó lúc có lúc không. Đó, nó có nè, rồi một lát rồi nó không, rồi nó mất nè. Đó, bây giờ là nó có nè. Có là lát hồi cái tự nhiên cái nó tự động nó mất đó, nó tự mất. Thấy không? Thì chứng tỏ là cái diode này đang có vấn đề và cục sạc này đang có vấn đề. Đó, thì bây giờ mình sẽ lên xe và mình hướng dẫn các bạn là cái cách xử lý đỡ tốn 600-700 ngàn đi mua cục sạc Zin này. Thì chúng ta có cái phương pháp khác xử lý nó hay hơn và nó đỡ tốn kinh phí hơn. Như mình đã nói với anh em á, thì đây là cái nguồn sạc mà một dây lên có tiếp mát. Thì khác với xe Honda là mát họ sẽ câu từ mâm tiếp vô lốc máy luôn. Thì cái mát này họ sẽ đưa hai dây lên nè các bạn, đưa hai dây lên màu trắng, nó giống như là AT vậy đó, cầu một pha. Và sau đó ra cái đầu dây màu đen này nè, họ sẽ nối với mát sườn. Đây là dây đen mà mình đã cắt để mình đấu thử cục sạc AT á. Thì cái dây đen này nó sẽ thông với mát sườn nè. Đó, mát ắc quy nè. Đó, mát sườn nè, các bạn thấy không? Đó, thông với mát sườn. Đó, cái dây đen này thông mát sườn thì nối cái này vô mát sườn thì có nghĩa là còn một dây. Dây màu trắng này nó sẽ thông về tới chân sạc nè. Mình sẽ đo dây màu trắng thông qua chân sạc nè. Đó, thông qua chân sạc ha. Thì như vậy màu trắng sẽ đưa vô sạc và màu đen sẽ đưa vô mát sườn, có nghĩa là nó trở thành một dây lên có tiếp mát. Còn nếu như bây giờ mình muốn câu một cục sạc AT thì mình không có đưa cái này vô mát sườn, mình sẽ sử dụng dây trắng dây đen này mình đưa thẳng vô trong cục sạc thì nó gọi là cầu một pha ha. Thì cầu một pha trên sạc AT á là nó tương đương với lại dây vàng dây hồng, có nghĩa là mình sẽ đưa trực tiếp dây hồng dây vàng vào đây, sau đó dây đen này mình nối vào mát sườn. Dây xanh mình nối vào mắt sườn, dây đen mình nối vào điện sau ổ khóa và dây đỏ mình đưa vào ắc quy, là coi như mình đã đấu xong cục sạc AT. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình đấu cho cái xe này nó sạc trước đã, rồi sau đó mình sẽ đo cho các bạn coi. Thì trước khi đấu mình sẽ đo khi mình gắn cục sạc Zin cũ để chứng minh là cái cục sạc này nó không có ampe và nó không sạc được trên xe. Bây giờ mình đã nối cái dây đen, nối dây đen lại đây, tạm thời mình nối vậy, và mình đã cắm cái jack sạc.
quay đây, mình đã cắm cái giác sạc vô đây rồi. Nhưng mà cái dây đỏ nè mình không có cắm dây đỏ, để mục đích là mình muốn đo ampe, mình sẽ chỉnh thang đo là ampe. Mình chọn thang đo, cái đồng hồ này nó không có được 20 ampe như cái đồng hồ cũ, mà nó chỉ là từ đây qua đây 10 ampe. Mình chỉnh 10 ampe một chiều, 10 ampe một chiều, đây 10 ampe một chiều ha. Sau đó mình mới cột một cái que đo đen vào đầu ra. Đầu ra là đi vào ắc quy đó, đầu này dịnh ở đây. Rồi, một cái là đầu vô là cục sạc sinh ra. Thì nếu như bây giờ mình đề mà ở đây có sinh ra ampe, đồng hồ này có nhảy ampe thì có nghĩa là cục sạc này có sạc. Còn nếu như mà mình đề mà cái đồng hồ này dịnh hai tay đi. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đề máy ha. Mình giữ nè, em đưa tay ra. Một tay là mình một cái que là mình đưa vào cái đầu ra cục sạc là dây đỏ. Đầu còn lại là mình đưa vào cái đầu vô bó dây. Ha. Các bạn thấy không? Rồi. Bây giờ mình sẽ đề máy lên, nếu như đồng hồ ampe này nhảy ampe thì có nghĩa là cục sạc này có sạc. Mày nhìn nè. Không lên một cái ampe nào hết. Không có một cái dấu hiệu ampe nào hết. Ha, đo volt, dĩ nhiên đo ampe không lên thì đo volt bình ắc quy thì nó cũng vậy thôi. Đo volt bình ắc quy thì nó cũng ra bao nhiêu đó thôi. Rồi, bây giờ từ rút cái que đo ra. Hai nhà giữ nguyên vị trí máy quay để anh nói cái này. Rồi em đi vòng qua kia đi, đi vòng qua kia. Rồi. Đưa vô bình ắc quy. Từ. Để em nói dây cả. Nói cái dây đỏ này với dây đen lại. Rồi. Chỉnh 12V. 12V một chiều DC, rồi đo đi. Đo volt. Đỏ là vô dương. Rồi chích vô. Nè, nó lên điện áp ắc quy và không có sạc bất cứ gì hết, lên ga không sạc. Thấy không? Nó chỉ tuột thôi. Vậy thì điều này chứng tỏ là cục sạc này nó không sạc các bạn. Không sạc ha. Và bây giờ mình sẽ đấu cục sạc AT, chứ mình không có thể nào cấm cục sạc da cái vô được, tại vì nó là cái nguồn sạc liên quan tới cầu một pha hoặc là một dây lên có tiếp mát, cho nên chúng ta không thể sử dụng sạc Yamaha hay là liên quay được. Nếu mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ đứt cầu chì, và đứt cầu chì mà chúng ta cố tình nối cái cầu chì này, cố tình nối cầu chì này thì chắc chắn chết IC và bơm xăng tiếp tục ha. Thì bây giờ mình sẽ đấu cục sạc AT vô và mình quay cho anh em coi. Mình chích một cái đoạn đây, cái dây đỏ mình cắm vào chân cục sạc ra, và cái dây đen mình cắm vào cái chân này. Thì các bạn nhìn đồng hồ đo ampe của cái VC890 nè, nó không hiển thị gì hết, và ở đây mình cũng phải chứng minh là cục sạc này nó chết rồi nha, chứ không phải cục sạc này nó còn sống đâu. Mặc dù là đo diode nó tốt, mình tháo ra đi, rút que đo cho an toàn đi. Rồi, mình sẽ lấy cái chân này nè, mình nối cái chân sạc ra này, mình nối đây, và chân này mình nối vô mắt sườn. Thì nếu như bóng đèn này sáng có nghĩa là nó có sinh ra điện, còn nếu bóng đèn này không sáng nè các bạn, bóng đèn không hề có tín hiệu sáng. À, vậy thì chứng tỏ là cục sạc này không tạo ra điện, cục sạc này không có sinh ra điện, nên là cục sạc này chết rồi nha. Giờ mình sẽ đấu cục sạc AT vô. Ngồi cái mỏi gì rồi. Mình nối cái dây dây này từ mâm điện nè, mình nối cái chân đen đi theo cái dây này qua cái chân hồng. Rồi cái chân màu vàng thì mình nối vô chân trắng ở đây. Xanh lá thì mình đấu vô mát, xanh lá mình sẽ đấu vô mát. Đỏ thì chắc chắn là mình sẽ đưa vô dây bó dây ắc quy, bó dây ắc quy nằm đây. Rồi dây ắc quy đây, rồi đưa cái đồng hồ này nè. Dây ắc quy nó sẽ có dòng điện là 12 một chiều. Quay đồng hồ kìa, không đủ mát đó, 12V một chiều. Thấy đồng hồ không? Nhìn xuống đồng hồ thấy không? Rồi, chỉnh mình đo mâm điện nè, mình đo mâm điện xoay chiều ha, xoay chiều 60V. Mình sẽ đo cái dây dây màu hồng. Rồi, mình đo tại đây đi, đo tại mâm này luôn, hai chân này AC nó sẽ được nè. Ủa, nó nối vô đây nó giảm rồi ta. Khoan, để mình rút cái giấc này ra, mình đo cái mâm rời cho nó dễ, nó không ăn tốt. Rồi, cái nổ rút ra, cái nó nổ ra lớn lên, nó bị không bị cản điện. Cắm chắc về rồi nè, điện AC nó 3+V nữa, garanti nè các bạn, có nghĩa là mâm này còn rất là mạnh, mâm này rất tốt ha. Rồi cắm nó vào,
cắm nó vào trong dắt. Rồi, nó rù máy lại, nó yếu lại liền. Rồi sau đó đây dây đỏ này nè, là mình sẽ đo ampe, còn cái dây đen này nối sau ắc quy thì một lát nữa mình sẽ nối sau. Một lát nữa mình nối sau. Bây giờ mình sẽ đo ampe, tiếp tục đo ampe. Ok. Chuyển thang đo, chuyển que đo. Qua đây. Chỉnh 20 ampe, 20 ampe một chiều, 10 chứ, đồng hồ này 10 rồi. Thì mình sẽ cặp đầu vào là cục sạc nè, đầu ra là ở đây. Bạn nhìn ampe nè. Dính đây, dính bên này. Qua wow, mạnh dữ ta. Sạc này mạnh á. 5 chấm mấy ampe, rất là lớn nha các bạn. Ampe sạc của cục sạc AT này mình đo cái dòng sạc á nó tới 5 ampe mấy lần các bạn. À, các bạn thấy rõ ràng không? Ampe sạc rất là mạnh. Đó, ampe sạc sinh ra rất là mạnh. Rồi, thì đây là đối với cái đồng hồ Totan ha. Bây giờ lấy cho anh cái đồng hồ thường đi. Đây là một cái việc mình cần phải tìm hiểu lại nè. Cái đồng hồ VC890D này các bạn nhìn ha. Mình sẽ đo thang đo ampe nè, mình sẽ chích vô đây. Dĩ nhiên khi có tải qua đồng hồ này nó sẽ giảm ampe bên kia. Các bạn nhìn đồng hồ nè. Thấy không em? Thấy rõ số không? Em quay tay em che mà em cũng quay được nữa thì em cũng phải biết né ra chứ. Rồi. Nè. 0.40 mấy ampe. Rồi. Bây giờ mình sẽ rút hai cái que đo này cùng thang đo 20 ampe một chiều ha. Mình rút qua đây. Mình sẽ đo cho các bạn coi nè. 0.40 mấy ampe có sạc nha, nhưng mà chỉ có 0.4 mấy. Mà mình không hiểu tại sao cái đồng hồ Totan này nó xuất hiện là 5 chấm mấy ampe, các bạn thấy không? Cũng là một cái đồng hồ đo nhưng mà lại nó cho ra cái giá trị khác nhau. Đó, thì cái điều này mình cũng phải học hỏi nè, mình cũng phải tìm hiểu lại nè. Tại sao nó lại ra như vậy nè? Giờ tháo đồng hồ này ra đi. Mình đo cái đồng hồ này không coi nó có lên được như vậy không. Đó các bạn thấy không? Đó, đây cũng phải là học hỏi nè. Đó. Thì khi mà mình đo bằng cái đồng hồ VC890 nè các bạn nhìn nè. Nếu mà không có tải bên kia các bạn thấy nè, nó ra một cái chuẩn là 1, mấy ampe nè, là theo cái chuẩn đúng rồi, là 1 cho tới 1,5 ampe là tốt nè. Nhưng mà không hiểu là tại sao cái đồng hồ Totan này nó lại cho ra số 5, mấy ampe, thì không biết nó đo cái đơn vị dòng sao. Cái đó mình cũng phải học hỏi và mình phải tìm hiểu lại đó. Bản thân mình còn phải học mà. Các bạn thấy không? Cái này 1, mấy nè, rồi mình dời cái đồng hồ qua đây nè. Mình nhìn số này nè. À đây chứ. Rồi nè, nhìn nè. Đó 1, mấy nè, cũng y chang vậy nè. Nhưng mà khi mà mình dời cái này qua bên này, nó ra một cái số khác liền. Nó ra một cái số là 5, mấy ampe. Đó, cái đó là mình cũng phải coi lại. Nhưng bây giờ tóm gọn lại là cái cục sạc này nó có sinh ra điện ở đây. Và ở đây mình sẽ chứng minh bằng cách là mình lấy bóng đèn. Đưa bóng đèn đây. Bóng đèn nãy bên này. Đưa bóng đèn kìa, kinh kệ kìa, kinh kệ. Rồi, đưa bóng đèn đây. Đây, mình sẽ chứng minh cho các bạn nè. Cái này nó sạc có ra điện nè. Rồi, buông đi, rút đồng hồ đi. Rút hết que đo ra, không cho nó chạm. Đứt cầu chì. Rồi, né ra hết đi. Sẽ đứt mấy cái đồng hồ lại. Đây, mình sẽ nối cái dây này vào cái chân đỏ nè, các bạn thấy nè, cho dù mình lên ga cỡ nào thì nó cũng không bao giờ đứt bóng đèn. Đây ha, đây bóng đèn nó sáng đúng không? Rồi lên ga đi, đó lên ga nó mờ lại nè, thấy không? Rồi ok, vậy thì chứng tỏ là cục sạc này nó thật, tại vì mình đang xài cái bóng đèn này là bóng đèn công suất lớn, để mục đích là mình để thử mấy cái sạc á. Thì khi mà mình lên ga là cái đèn nó lu mờ lại và nó có sáng, có nghĩa là nó có sạc. Vậy chứng tỏ là cục sạc này mình đấu đã đúng rồi, nó sạc rồi. Cái video clip đối với cái bệnh trên xe này thì mình xin chốt lại là nguyên nhân chính là đến từ đồ nghề và con người. Tại vì không nắm vững cái nguyên tắc kỹ thuật cho nên dẫn tới tình trạng là làm sai. Mở dắt dây ra, cho tắt máy đi. Không nắm vững cái nguyên tắc kỹ thuật cho nên làm sai. Và làm sai cái điều đó là mình đã cảnh báo trong rất là nhiều video. Nó mang tên là đền no. Trị giá cho cái cuộc đền này 800.000. 800.000 con này. Và 1.500.000 con này. Con này vô hãng là gần 3 triệu nha. Con này vô hãng là gần 2 triệu, là 5 triệu. Nhưng mà mình có quen anh em ở ngoài, mình mua đồ ở ngoài. Vẫn là đồ sim. Trị giá là 2.300.000. Đó là một cái bài học. Thành ra mình mới nói anh em á.
À, nếu mà anh em mà làm mà không có chịu tìm hiểu, không coi sơ đồ, không nắm vững nguyên lý thì chắc chắn là cái hậu quả dẫn đến rất là nặng. Còn ở đây dĩ nhiên cục sạc này hư thì thay cục sạc khác thì nó là cái bệnh của nó rồi. Đó, ngoài ra trên xe này nó còn có rất là nhiều vấn đề liên quan. Đó, cho nên là giờ trong cái ca bệnh ngày hôm nay mình chỉ xử lý cái phần sạc và mình thay con IC đền cái bơm xăng để cứu lại cho mấy đứa em cái này. Thì tổng thiệt hại nó dẫn đến cái ca này là 2.300.000. À, chỉ cho một cái việc là không nắm vững kiến thức, thay bậy cục sạc rồi đấu cái cầu chì bằng cái một cái sợi dây điện. À, cái đó là một cái sai cực kỳ trong làm nghề. Thì thật ra cái cầu chì á, là nhiệm vụ của nó là phải đứt phải chết. Mình đã nhắc rất là nhiều lần, cầu chì đứt là cầu chì tốt, có nghĩa là nó thực hiện sứ mệnh của nó là phải đứt. Còn nếu như cầu chì mà không đứt, có nghĩa là cầu chì đó là đang có vấn đề, mà anh em đang nối sợi dây điện, có nghĩa là làm mất tác dụng của cái cầu chì rồi, thì nó không phá cầu chì thì nó phá hệ thống đường dây điện, nó cháy đường dây luôn á, thậm chí là cháy xe luôn. Cho nên là anh em phải nên suy nghĩ kỹ trước cái hành động của mình. Rồi thì video clip ngày hôm nay mình sẽ dừng tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay thì các bạn nhớ like và subscribe kênh, và đừng quên ủng hộ kênh bằng việc xem quảng cáo. Xin chào và hẹn gặp anh em ở những cái ban khác trên xe FI. Rồi, sau khi mình đấu xe AT, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại một lần cuối cùng về cái ampere. Thì mình sẽ để que đo màu đỏ nè vào cái chân sạc ra, và màu đen ở đây. Ampe sinh ra là 1.7, 1.7, 1.6. Bật đèn lên. Ok, khi bật đèn lên các bạn thấy không? Ampe đẩy lên 2 ampe mấy luôn nè, là có nghĩa là cục sạc này nó sạc rất là tốt ha. Nó sạc rất là tốt, sử dụng hết dòng điện luôn, và xe có đèn, xe đèn bình. À, đèn bình này nè, có nghĩa là khi tắt chìa khóa đi. Rồi, mở máy, mở chìa khóa lên. Mở chìa khóa lên là đèn này nó sẽ sáng trực tiếp nha ti luôn. Rồi tắt đèn đi. Tắt đèn đi. Rồi, tắt đèn xong phải không? Mở khóa lên, đề lại đi. Mở khóa lên. Rồi, đề lại. Rồi, ok. Rồi, bây giờ ampe nè các bạn nhìn nè. Ampe sạc rất là tốt khi nổ garanti. Rồi, bật đèn đi. Đó, khi có đèn là sạc rất là tốt ha. Bây giờ 2 ampe mấy luôn. Rồi tắt đèn coi. Rồi đó, ampe nó ổn định, nó giữ ổn định nè. 1 ampe mấy cho tới 2 ampe mấy là tốt rồi. Rồi, vậy là chứng tỏ là xe này câu sạc AT vô là xài ổn định nha các bạn. Xài luôn đèn bình luôn á. À, xe đang nổ máy nha. Mình đang xài bằng con IC thay mới. Con IC cái tem nó mẻ gốc nãy mình nói nè. Rồi giờ rút IC nè. Rút IC, từ từ khoan rồi cho nó tắt máy ra. Rút vậy nó dễ chết. Rồi, rút IC ra. Thay con IC mới vô. Thay IC cũ á, IC chết. Rồi, IC chết là cái tem nguyên, chừng rớt, hư. Đây, con IC này là con IC chết nha các bạn. Đó, IC này là IC chết nè, tem nguyên nè. Rồi, con IC này đó. Con IC này là tem mẻ gốc nè, đang nổ nè. Rồi, cắm kích lại, cắm kích lại. Cắm dây này lại, cắm dây kích lại. Ok. Rồi, ở sẵn đây mình nói luôn nè. Đối với dòng xe Yamaha các bạn, khi mà xuất hiện R2 ha, xuất hiện R2 thì có nghĩa là khả năng rất là cao con IC này trên 80% sẽ chết nha các bạn. Đó, thì giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn biết con IC chết luôn nè. Rồi, mở cái dây buri ra. Rồi, vịn cái dây buri vô đầu buri nè. Không có đánh lửa và không có bơm xăng luôn. Đó, không có đánh lửa các bạn thấy không? Rồi, cắm con IC sống vô. Tháo nó ra đi, cắm IC sống vô. Cắm IC sống vô lại. Rồi. Vô. Rồi, khi cắm con IC sống vô, bơm xăng hoạt động và mất R1, R2. Rồi, thử lửa nè. Dịn vô. Đó, có máy liền ha, có lửa liền. Rồi, thì ở đây mình sẽ nhắn luôn với anh em vậy nè. Buông ra cho tới. Đó, mình nhắn với anh em vậy nè. Là đối với trường hợp mà báo ER2 là nguy cơ chết IC rất là cao nha các bạn. Nếu ER1 là lỏng dắt kết nối, có thể lỏng DLC đây, hoặc là lỏng kết nối ổ khóa liên quan tới cái dây đỏ sọc trắng cấp cho hệ thống FI. Còn nếu như đã là ER2 thì khả năng rất là cao chết con IC. Đó, cho nên các bạn nhớ là lưu ý cái điều này. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.